Kìa ổng kìa. Ông tới kìa. Ông tới. Hàng, hai cho con mới hớt tóc, ổng đi chê nó đi trước, ổng đi sau. Bỏ đi đâu hả? Bỏ đi đâu hả? Gì? Mà sao không chịu đưa nó vô bệnh viện? Vì sao anh để nó đi mà nó không hay anh Phong? Lột khẩu trang coi. Rồi tiền cho còn không? Hả? Còn. Còn nhiêu? Còn nhiêu? Còn nhiêu? Chừng 400 ngàn gì? Gì? Còn nhiêu 400 ngàn. Làm gì còn nhiêu 400 ngàn hả? Ừ. Lại lại trả tiền đồ của nó kìa. 2 triệu còn 400 ngàn hả? Sao gì á? Mua này kia cho cháu ăn. Mua cái này kia thấy nó có ăn gì đâu mà. Nó giờ giờ ra mua một đống đồ của nó nữa nè. Trời ơi, nãy giờ lội xuống đây vậy? Ừ. Rồi lại trả tiền đồ nó đi. Tôi đi kiếm nó nè. Để trả tiền đồ kìa. Có đem tiền theo không? Mấy trăm ngàn kìa. Kêu rồi chứ này đó lấy đồ. Lấy đồ thì quá trời lấy rồi. Mấy trăm ngàn của người ta kìa. Rồi lại trả đi. Cái tiền đâu trả. Rồi sao không lại trả? Đứng đây là sao ta? Có chuyện trăm ngàn gì. Rồi sao mới nãy nói 400 rồi còn có 100 ngàn rồi sao? Hả? Lột phú chán ghé. Rồi sao mà anh để cho thằng Tài nó đi mà không hay hả? Tài đâu? Gì? Nó đi theo kiếm nó nè. Hồi nãy anh đi đâu mà anh để nó bỏ nó đi mà không hay hả? Ở trong nhà. Hồi bữa hôm sao mà anh kêu nó đi về? Thấy xịn cái gì vỏ quá trời kìa. Xịn gì xịn, ta xịn nó chích thuốc mà. Thấy xịn gì vỏ quá trời rồi. Để nó gãy gãy ừ. Kim của người ta là sao? Người ta không cho ăn uống gì hết. Sao không cho ăn? Không cho ăn. Nó xịn, nó xịn ngơ ngỡ kìa. Nó xịn nó chích thuốc không ơi. Thằng Tài đó, anh mà chịu đưa ông đưa đi là nó hết trơn á. Vài bữa là nó hết bệnh rồi. Ừ. Vì nó đi theo anh nó làm. Bây giờ chở vô nhập viện chưa chắc gì người ta cho nữa nè. Nó hám mua quậy rồi. Thấy chuyện gì rồi quá trời. Rồi đắng rồi nói chuyện nó đi. Chị đang nói chuyện nó kìa. Nói gì quá trời. Cái gì? Nói gì phút luôn. Nó lò lấy cái cây hút đó. Để lấy cho bánh này. Nè, bỏ thuốc đi bánh. Ừ, bánh đi. Nhà đừng cho tao nó hút thuốc hả? Bệnh đâu có cho nó hút thuốc. Nè, không hút thuốc ăn bánh vậy lên. Dạ. Không, không ăn đâu mà xé gì chứ. Dạ. Nó ghiền hút thuốc chứ nó không có ấy đâu. Không có ghiền ăn đâu. Ừ. Rồi anh hớt tóc cho nó hồi nào anh Phong? Hả? Hớt tóc cho Tài hồi nào á? Hớt hai bữa nè, kệ vô chống lấy nữa kìa. Kệ vô chống lấy kìa, chuẩn bị tiền. Dạ. Hả? Có rồi. Có rồi. Khi nó về. Vô lấy tao bắt á. Có rồi. Để ly cái thuốc ra cho nó chậm. Để nó không biết là không gì. Trời. Mà 2 triệu mà anh xài dữ anh Phong. Hả? Lột khẩu trang ra coi. 2 triệu nữa nó còn còn 400 mà giờ còn có 100 mà. Đâu tiền đây này coi. Nè. Nó thấy không? Nãy nói 400 mà giờ còn 100 ngàn mà nói 400 ngàn. Ha. 2 triệu mới có 2-3 ngày nay hả? Thằng ơi. Bữa em cho gần 700 ngàn đó anh chị. Quan đưa 700 ngàn nữa. Ừ. Rồi đây 2 triệu nữa, 2 triệu 7 mà xài dữ hả? Đưa bả hay gì? Không có, mua này kia cho bả. Mua này kia đừng... Có mua đâu, đi ra kiếm mà. Mà nó ra nó lấy người ta nè. Vô nó lấy gặp quá người ta nè. Nè. Bữa đó thì mình chích cái tiền nó ra mình đưa 2 triệu. Rồi bên Quang đưa 700 ngàn nữa, 2 triệu 7 mà xài mới có 3 ngày nay mà còn có 100 ngàn hả? Chắc đưa bả chứ đâu, phải không? Chắc dị quá. Dám lắm mà đưa bả chắc đưa bả còn lại được cái 200 ngàn rồi xài. Đưa vợ phải không? Ừ, đưa cho ấm mới mua đồ ăn. Ờ, rồi tính như không. Đừng phun vô ổng nha. Thuốc nữa kìa. Tao mua thuốc nữa kìa. Thuốc mẹ gì? Là nó coi không? Là nó coi. Làm gì nó đòi thuốc không kìa, nó chạy kìa, vô lấy thuốc nữa tại kìa. Chuẩn bị lấy nữa kìa. Thuốc gì? Trời. Ủa thì đó anh tập nó hút thuốc hay vậy? Không có. Chứ làm sao mà nó ghiền? Bỏ ở nhà gần lấy. Gần lấy hả? Ừ.
hai cha con đứng sát bên ấy. Nhìn đi nè. Tại này đẹp trai dữ trời. Anh Phong sao không hớt giống nó luôn anh Phong? Ừ, hớt đồ chọc luôn. Rồi hai cho con giống nhau. Hớt nhiêu tiền, hai trái đậu nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn ha? Cái 10 ngàn ha? Chắc là vừa lấy về cho. Bữa nay tính đi sinh đâu ạ? Không có, mỗi đi kiếm thôi nè. Bữa nay ở nhà ha? Ừ. Anh mà không để ý, bữa nào nó đi mất tiêu, bữa mập sức nó tìm nha. Rồi theo kiếm thôi nè. Một miếng. Trả lời ai rước nó về chứ làm sao? Làm sao mà nó về được? Chờ nó qua bệnh viện làm giấy tờ thủ tục, ném thép đóng tiền viện, đóng thủ tục hết rồi. Mình đi về rồi, mình về tới đây rồi, ông gọi giật ngược lại. Ông giật ngược lại. Cho nó vô trong bệnh viện cho bác sĩ ta trị cho nó hết bệnh. Thì ra đóng tại anh Phong nè, anh Phong nó không chịu mà. Anh Phong á, anh ấy không chịu. Không chịu không không chịu ở mà. Nó không có quậy, nhưng mà người ta chích thuốc, người ta xiền lại, người ta sợ giấy gãy cây kim, nên ổng không có chịu. Trời ơi, phụ ta, người ta trị với bệnh cho con, mà chứ phải ta xiền, người ta không chịu thì không. Không biết của nó quá hạn chế đi. Mới diễn tàu lao thì hết biết rồi. Cho rồi, hai gói. Thuốc gì? Đòi thuốc nữa kìa. Thuốc gì? Chị bánh cho nó ăn coi anh Phong. Đưa vô 2-3 ngày nay là tỉnh rồi, dám tỉnh rồi đó. Chích thuốc tỉnh á. Mà không chịu. Không, thằng này là có cơ hội tỉnh đó. Thấy mà ông, nó còn ổng có chịu đâu mà tỉnh. Biết được mà. Năm chai nó ngọt lắm đó. Bánh. Ổng có chịu đâu mà tỉnh. Anh Phong mà đưa thôi, bữa nay là nó tỉnh nó khỏe rồi. Ừ. Một hai đi đòi về. Anh lý do sao anh đòi về, anh nói rồi, nói lớn rồi. Thấy viện nó do, thấy phụ mẹ của trời. Tội nghiệp chưa, tội nghiệp. Ông để nó khùng gì nó tội nghiệp không? Nó trị cho hết bệnh mà tội nghiệp gì? Người ta mà chối nó lại để người ta chích thuốc, sợ nó dễ gãy kim, anh hiểu không? Vô ổng la sùm cho trong bệnh viện chẳng chân. Chửi. Nó có lên bệnh viện mà la người ta bắt tới chỗ cho người ta cầm lên luôn. Cũng quá tao vô đó một lần cho bị la tao bị cầm nhốt chẳng mấy tháng. Mà nuốt mà đưa lên chảnh mình không lên chảnh mình bị nữa. Giờ đưa chóng chưa chắc gì người ta nhận. Nhận thật không, bệnh mơ. Đưa vô đòi về cũng như không cái gì. Trời ơi, nó có biết lắm. Ông mày đòi nè. Ông này đầu gì chứ không phải lần kia. Nó lên chảnh lần nữa coi đủ quá, xúc nó luôn hà, người ta hốt nó vô chảnh luôn hà. Chói nó lại hà. Chói Phong lại xiền luôn hà. Với hiện tại nó em gu nó có đầu gì đồ bóng gì đâu. Mà ổng đầu á. Sáng rồi anh để nó đi thì sao vậy anh Phong? Sao à? Sao đi được? Ờ nó đi được. Anh cho đi hả? Nó lỡ đi chú rồi đi chứ. Chạy theo kiếm rồi. Chú đi hả? Bữa nào nó đi mất một bữa hay ở đó mà tìm. Lỡ xuống ừ. Sông, trong nước này, trong nước mênh mông này nữa. Nó lội tùm lum chân sông nước gì. Nó chính chạy đi cho vô, nó lấy thuốc nữa hay gì đó. Chỉ nó lại coi. Không. Chạy chỗ cái bóng này nó ngồi ghế vậy anh. Xuống ghế đó. Ghế đi. Không vậy. Mày đi làm bậy công an nó bắt lại rồi. Thuốc đó nãy đó. Đó. Thôi. Thuốc nữa, con ăn giờ qua tới nữa. Để bánh nha. Rồi anh Phong con tính tiền đi. Anh Phong. Có tính tiền có đủ tiền không? Gì muốn nhai xin thuốc nữa kìa. Nó biết hết trơn rồi, chỗ nào thuốc nó biết hết trơn rồi. Vậy mà sao nó thấy tủ thuốc hay nè. Hôm qua cũng có vô lấy rồi hả chị?
Ừ. Nhớ, nó nhớ. Ăn đi. Dạ. Không có gì. Dạ. Biết hết trơn luôn ha, biết cái nào mà số vết mèo à. Biết cái nào thuốc thuốc dữ không ha. Thuốc nào dữ luôn. Nó ăn uống là có người lo thoải mái đó, anh chăm con anh đi là con anh không khổ. Còn anh mà để đó ở nhà vậy là người ta không ghét, người ta không giúp đó. Sợ đưa cho đi bệnh viện người ta lo cho không chịu. Rồi Hà Phong lên trên kia khám lấy thuốc dữ luôn. Gì? Lỗi đi tiếp bụng ta. Vì sao rồi không trả tiền ta ngồi đây hoài chờ sao lấy đồ gì á? Nó chống hỏi nói người ta hỏi kêu, tao nhiêu trả tiền kìa. Tiền. Năn nỉ người ta bớt. Năm chai với mấy bánh với hai gói thuốc nữa. Ừ. Đứng thinh gì trời. Vì chống lấy tiền bả ra. Ừ. Đưa bả chân hay rồi. Mấy triệu đâu hết rồi. Vì chống năn nỉ người ta hỏi người ta nhiêu tiền kêu người ta bớt kìa. Còn có 100 ngàn hả? Trời ơi. Quang cho 650 đó hả? 700. 700 nữa là 700. 2 triệu 7. Ừ. 2 triệu 7 mới đây đâu hết rồi. Mới có 3 ngày hả? 3 ngày hết rồi. Mới 2 triệu 7 đây. 2 ngày hay 3 ngày vậy? Ngày đây đến là ngày thứ 3. Kể như có 2 ngày gì 2 đưa buổi chiều. À? Đưa buổi chiều với bữa này nữa. Nó tính tiền tính tiền nãy giờ không giống nhất luôn. Linh Phong ơi. Tính tiền đi đi nè, đi nè. Kiếm tiền đi. Rồi vô tính tiền kìa. Tính tiền. Bao nhiêu tiền lấy hai gói thuốc nè. 5 chai nước nữa. Chết chà. Hiểu rồi. 150 rồi. Lên móc ơi. Có bao nhiêu hả? 100 ngàn sao được, 150 mới được. Rồi. Rồi này thì gì chứ chống này, lấy tiền mà đi. Nó lấy nữa kìa. Lấy già lại. Nó lấy nữa là không có tiền trả nghe. Thế nó rồi. Trong người bây giờ ba cắm luôn này kìa. Không có. Hiếu rồi, hiếu tiền rồi. Cái này cắm cái gì lại? Bỏ gì lại? Bỏ gì lại? Hả? Có gì đâu. Hả? Bỏ gì? Bỏ gì lại anh không? Lên hỏi người ta năn nỉ người ta bớt kìa. Năn nỉ kêu người ta hiếu đi. Hả? Không phải có rồi. Hả? Bớt đi. Đâu có bớt được, 150 mới được. Bán cái này có lời đâu mà bớt. Ừ. Rồi 2 triệu mấy đâu? Rồi 2 triệu mấy đâu? Mua đồ đạt chân. Mua đồ đạt gì quá? Mua gì? Quần áo. Quần áo thì mua xong hết trơn rồi. Mua đồ cho đứa. Đồ đạc cái gì nữa, quần áo hai cha con bận tới Tết chưa hết nữa. Mùng mền chiếu gối thì mua đầy đủ hết trơn rồi, mua gì nữa. Vậy nó đầu nữa rồi, còn 150 sao đủ trời. Đó, rồi hút nữa kìa, 150 sao đủ. Trời, hút gì? Thôi. Đó. Hút gì? Chết luôn rồi, chẳng hiểu chứ mà. Chứ này thiếu thứ nợ mệt đó. Bà biết con nợ bà chữ vô mà thấy. Tiếng này tiêu rồi. Ông Út chị này vô trống đồi là bà chữ vô thấy nè. Vậy đuổi khỏi vô nhà nữa. Chơi trả rồi đi ra ông ơi. Em trả rồi. Em trả cho rồi nha. Mang ơn gì giữ nghe lời cho con nó đi bệnh viện cho nó khỏe không chịu. Rồi cho quần áo mới sao không chịu mặc quần áo hay gì ghê vậy? Mua đồ mới không hả? Rồi. Quần áo mới sao không bận? Em bận mấy đồ cũ không vậy? Bận đi. Để làm gì? Mới mốt hư cũng vậy hả? Có cho con đạp bớt không? Có. Mấy cái bộ đồ của mua cho có cho con đạp bớt không? Có ha. Cục nhiên đó. Có chia rồi ha. Mua cho anh Phong 5 bộ, đạt hỏi người tài 5 bộ. Dư đã cho rồi. Dư rồi ha. Rồi xếp đồ đi đi. Rồi xếp đồ về nè. Dẫn thằng nhóc nó về đi. Dẫn nó về đi. Hút rồi hút nữa, không cắt kìa. Dẫn nó về đi. Rồi về đi. Tụi em đi công việc.
đó thì Tài lội đi ra mua bánh đồ ăn đó, mọi người xin tiền mua bánh vô khúc, mình mới mua mình mới trả rồi đó, nên giờ anh Phong với anh Tài Tài đi về ha. Rồi Minh Tăng cũng xin chào mọi người nha, chúc mọi người luôn mạnh khỏe làm ăn phát tài nha.